Ngày 28 tháng 6, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo. Bộ khẳng định kỳ thi diễn ra nghiêm túc với sự phối hợp của các lực lượng hỗ trợ. Cả nước có trên 1 triệu thí sinh dự thi, đạt từ 95% đến 99% so với số đăng ký. Trong 4 buổi thi, có 30 thí sinh vi phạm quy chế, giảm so với năm 2023, không có cán bộ vi phạm quy chế. Tại buổi họp báo, Bộ Công an khẳng định chưa phát hiện thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận và sẵn sàng phối hợp xác minh nếu có thông tin gian lận thi cử. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi được phân cấp cho địa phương chủ trì, Bộ chỉ ban hành văn bản chỉ đạo làm đề thi và giám sát. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đề thi văn được bảo mật tuyệt đối và không có việc lộ lọt đề thi. Về chấm thi, Bộ cho biết các bài thi có quan điểm khác biệt vẫn sẽ được xem xét nếu thuyết phục. Dự kiến ngày 17 tháng 7, Bộ sẽ công bố kết quả thi trong khi đó tại đắk lắc chiều 28 tháng 6 lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh này cho biết đã báo cáo ban chỉ đạo thi quốc gia việc lỗi mờ mã đề thi môn toán do lỗi kỹ thuật xảy ra chiều 27 tháng 6 ở một số điểm thi theo đó lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đắk lắc cho biết để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh sở đã đề xuất ban chỉ đạo thi quốc gia sẽ chấm tối đa đối với những em thí sinh thực sự bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề